Thay mặt đoàn, Đức Giám mục Chính tòa An Phong Nguyễn Hữu Long bày tỏ vui mừng trước những thành công của tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Giám mục cũng cho biết đồng bào công giáo giáo Phận Vinh rất hồ hởi phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Nghệ An đã đạt được. Đức Giám mục xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhân dịp xuân mới. Đồng thời mong muốn tỉnh Nghệ An sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới, vươn lên một tầm cao mới, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương của nhân dân cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý chân thành cảm ơn tình cảm của đoàn đã dành cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và chúc quý giám mục, linh mục, tu sĩ một năm mới hạnh phúc. Bí thư tỉnh ủy ghi nhận sự thăng tiến vượt bậc của giáo phận Vinh trong năm 2023 đặc biệt là sự tín nhiệm của giáo hội với giáo phận tỉnh cũng đánh giá rất cao những đóng góp của cộng đồng giáo dân vào sự phát triển chung của tỉnh mừng một năm bình yên phát triển của cộng đồng giáo dân trong tỉnh bí thư tỉnh ủy thái thanh quý cũng khẳng định mối quan hệ sự giám mục linh mục tu sĩ các chức sắc chức việc cùng cộng đồng giáo dân và cấp ủy chính quyền các cấp đang ngày càng gắn kết có tiếng nói chung trong giải quyết các vấn đề phát sinh mong rằng sự kết nối tương trợ này sẽ tiếp tục được phát huy để giữa giáo phận và cấp ủy chính quyền ngày càng phối hợp chặt chẽ để cùng chăm lo cho cộng đồng nhân dân vì sự phát triển chung của tỉnh nhà